Ngày mai là mình sẽ cho anh lái xe đưa lên Luanda và sẽ nhập cho người Việt Nam đây các bạn. Cụ đầu khá đẹp các bạn, rất là đẹp này. Tất nhiên cái đất của anh em mình đây thì nó sẽ không được đẹp như như những chỗ đất khác, bởi vì đất này nó ít có pha cát đất thịt các bạn. Làm cái gì đấy mà đang làm dở mà không kịp là phải bỏ chạy chạy luôn, chạy vào luôn nhé. Mưa gần đến nơi rồi, mưa bên kia. Thời gian làm việc ở farm cái mùa mưa này nó bất cập lắm. Một sọt này cũng rơi vào tầm 30 kg đấy. Tá bom, mày thật. Ok, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Quang Linh Vlog cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm nay là mình vào trong farm và để cho anh em thu hoạch một số củ đậu, để ngày mai là mình sẽ cho anh lái xe đưa lên Luanda và sẽ nhập cho người Việt Nam đây các bạn. Bởi vì là mình có việc ở trên Luân Đa ấy, mà mình lại không đi được, cho nên là mình sẽ cho là anh lái xe với một anh làm cho anh em mình nữa là đi cùng lên đấy và sẽ nhập cái số củ đậu này cho có người Việt Nam người ta đã đặt nha các bạn. Thì xong đấy là sẽ lấy một số đồ với lại là có một số công việc ở trên đấy tầm một ngày, xong là lại quay về dưới này đấy. Thì anh em mình đợt này rất là nhiều việc nên không đi được, mình với Linh thì không đi được rồi, thì chỉ lái xe đi và đưa nông sản đi thôi. Đấy, thì sẽ cho anh em hôm nay thu hoạch và sáng mai sẽ đi sớm để chống nó đỡ đỡ hỏng các bạn. Bọn ta đi. Ê, chào các bạn đấy. Đấy, thì cái củ đậu này thì anh em mình sẽ thu những cái cây to trước, còn có một số cây thì sẽ để lại vào đợt sau, bởi vì là anh em mình không thu hoạch một lần, bởi vì thu hoạch một lần nó số lượng nó nhiều nó sẽ bị hỏng các bạn ạ. Thì sẽ thu hoạch một lần như thế này là khoảng tầm 3 tạ, tầm 300 kg. Đấy, để đi nhập thu nó cuốn chiếu như thế này thì nó sẽ để được lâu, nó đỡ hỏng. Tên Cava Grande đấy á. Xin nó vai partiu nhá. Đấy, thì củ đầu đợt này là cũng tương đối rồi các bạn. Tương đối đẹp. Esa ki depois tira pouco into liu, nó lava, yeah. Củ đầu thì mình sẽ không rửa và sẽ cho rủ một bớt đất đi, còn lại là để thế này để cho nó được lâu hơn và nó đỡ hỏng, nó đỡ bị hỏng các bạn. Chứ không nếu mà để mà rửa ấy, thì không để được lâu, đến lúc người ta nhập ấy, người ta cũng muốn để lâu để người ta đi bán lại cho người khác thì người ta có thể để được 3 4 ngày thì sẽ kịp. Đấy, thì củ đầu cái đợt vừa rồi là anh em mình trồng cũng khá nhiều. Ê, cu đa đuôi. Anh em mình trồng cũng khá nhiều cho nên là giờ anh em phải thu hoạch từng đợt một và sẽ đi lên thủ đô nhập. Thì cứ một đợt thế là anh em mình thu hoạch tầm 300 kg, 300 kg và sẽ nhập trên đấy. Xong ví dụ tuần này 300 kg thì tuần sau nếu trên đấy có nhu cầu thêm nữa thì anh em mình sẽ đưa lên và sẽ nhập tiếp 300 kg cho mọi người. Đấy, hoặc là cái thời gian nào cần thì 10 ngày hoặc 1 tuần đấy các bạn là sẽ đưa lên một đợt. Đấy, bây giờ sẽ là thu hoạch đâu đó tầm 15 sọt này và ngày mai sẽ đưa lên Luanda và mình sẽ kèm theo là cái đầu tương hôm trước anh em mình trồng ở bên kia nha các bạn. Đầu tương đấy thì anh em mình đã đưa lên một lần rồi, đưa lên Luanda một lần là hôm đấy không biết là bao nhiêu nhỉ. Hôm đấy mình có đưa lên luôn đa kèm với củ đầu là hình như 500 kg, hình như 5 tạ ấy, là đã bán xong rồi. Đấy, thì củ đầu đây giờ còn rất là nhiều. Cái khu vực này là mới thu hoạch được một nửa này. Hôm nay chắc là thu hoạch hết cái khu vực bé này, còn nó phải dài về dưới này. Đây, tất đây là củ đầu hết mà chưa thu hoạch này cả. Với lại ở trên kia ở gần mương nước ấy, anh em mình cũng có, anh Hầu cũng có trồng lên đấy, cũng khá nhiều. Cho nên giờ thu hoạch từng đợt một. Ở dưới này thì cái dây nó bị tàn hết rồi. Cái dây anh Hầu anh cho cắt hết rồi các bạn ạ. Còn lại là củ thôi. Đấy, tất tất về dưới đấy là toàn là củ đầu các bạn ạ. Đấy, như bên này.
Đây là củ đậu hết. Bữa nay thì anh Hầu có bần ở nhà để giúp Linh một số việc ở nhà. Và mình sẽ vào đây tiến hành cho anh em thu hoạch. Đây thì xong thu hoạch xong củ đậu này thì anh em mình sẽ, một là anh em mình sẽ trồng củ mì hoặc là trồng cây khác. Củ mì thì chắc ở trong miền Nam gọi củ mì, còn như anh em mình gọi là củ sắn đấy các bạn. Thật ra cái khu vực này sẽ cho trồng sắn. Bởi bên trên là có khoai rồi, khoai thì cũng khá nhiều nên không trồng khoai nữa. Đấy, được là mình sẽ mua giống sắn về và cho anh em trồng sắn. Ở cái khu vực này thì anh em mình có thể không cung cấp nước được thường xuyên, nhưng mà cũng có thể một tuần có thể tưới nước được 1 đến 2 lần. Bởi vì nó gần mương và cái đây là có mương ở từ nước chảy từ trên cái mương lớn về rồi. Thì nếu mà đủ nước thì anh em mình sẽ cung cấp tưới, phục vụ cho tưới tiêu khoảng tầm 1 tuần 1 đến 2 lần thì chắc là củ mì nó sẽ sống được. Tên cà va phò là mày á, nó tra gà á. Đấy, củ đầu ra đây. Củ đầu giờ bắt đầu to. Đấy, củ này đẹp đấy các bạn. Tên cái tí là anh thu lì bà xin. Bà nào tra gà. Dạ. Anh tí ra đây à. Củ đầu khá đẹp các bạn. Đây là đẹp rồi. Tất nhiên cái đất của anh em mình đây thì nó sẽ không được đẹp như như những chỗ đất khác. Bởi vì đất này nó ít có pha cát, đất thịt các bạn. Còn như những chỗ khác như bên Đông Pao Lù với những chỗ khác, đất ở các cái trang trại của anh em khác ấy thì đất pha cát nhiều cho nên là củ đầu nó sẽ đẹp hơn. Của anh em mình đây thì nó cũng nói chung cũng được, vừa phải. Cô tài xì mấy, tên quan tí ra quy đa đuôi xì, nó vai bà tiêu xì. Phá dây đạp đuôi á. Phá dây đạp đuôi á. Phá dây đạp đuôi á. Côn tà ra tên quan tù. Cái xà. Xinh cu. Sếch. Sếch cà xà. Tí ra đô dì cà xà á. Đô dì cà xà. Củ đầu này thì chỉ bán được cho người Việt Nam hay người Trung Quốc thôi các bạn. Chứ không không không. Ở người dân bên này người ta không ăn củ đầu này. Đấy, một anh là sẽ chuyên đi cắt cây dây này. À xin nào, tính tới cuidado. Xin, fala com ele. Quando tirar em teu lio também, tem que ter cuidado. Sim. Não a... A lesão. Bây giờ có cái củ này to mà nó bị ấy đấy các bạn. À cái này có dấu sinh nào nhá, nó mới tè nhá. Sim. Nó mới tè. Segurança, a coisa lá, vai lá, lava. Lava bem esse. Lava bem, nhá. Aqui tem água. Đấy. Thì cái này là chiều nay thu xong thì sáng mai mình sẽ cho anh lái xe đi. Sớm tầm 5 giờ thì lên đến thủ đô tầm 12 giờ, 12 giờ trưa là có thể thương lái người ta sẽ nhận kịp thời gian và sẽ người ta bán trong ngày các bạn. Thì sẽ đảm bảo hơn. Bởi vì đợt này đợt trước anh em mình cũng ngại đưa lên bởi vì là chưa thu hoạch, ngại đưa lên bởi vì là cái cầu nó đang hỏng, không đi được, đi được nhưng mà đi vòng nó xa mất 10 tiếng. Còn hôm qua thì mình có người quen bảo là người Angola các bạn, người ta làm việc ở gần cầu đấy, người ta bảo là cầu đã thông thì giờ đi tầm 6 tiếng thôi. Nên là anh em mình sẽ thường xuyên thu hoạch được những cái mà nông sản ở trên luôn đa cân ấy, sẽ đưa lên. Để đi lại như thế nó khỏe hơn. Đây là này củ đẹp. Đấy những củ như là đẹp các bạn. Cota bem para tragar. Qual a tragar tira? Aquele já tragar. Yeah.
Củ to thế này mà hỏng. Ê, tên tên quần đà đủ sẽ phát ra gì? Củ này mấy anh đen anh cuộc. Cuộc đúng rồi cái này. Nó hỏng. Củ đầu nhìn rất là tươi, rất ngon. Thì tí nữa là mình phải bốc lên máy cày và đưa vào cho xe trở về nhà. Sắp lên xe mình sẽ bốc nốt cái đầu tương còn lại, đưa lên luôn ra. Bởi vì đầu tương dưới này đúng vào mùa thu hoạch nó rẻ các bạn ạ. Dưới này người dân người ta mua rẻ lắm, đưa ra chờ cũng rất là rẻ. Nếu nó trái mùa thì được, chứ còn đúng mùa thì cái giá cả nó cũng không được cho cao lắm. Mắc cái rễ luôn. Đấy. Ta vẽ xin nó tra gà. Obrigado. Mình nhờ anh bảo về rửa cho cái củ này. Rửa cái củ này. Nó bị... Cái này chắc lúc làm cỏ các bạn. Nó bị... cuốc vào này, đến lúc nó phát triển nó bị nứt. Ây da, kiếm tên phạc à? Lava phạc à? Vậy lava phạc à? Cô rồi. Vô xu nào cô mẹ gì nè? Nào cô mẹ nè? Có chút ra gà xin lê vào lava, cô mẹ. Cái nào mà bị cuốc, nó bị cuốc vào rồi thì mình cho anh em rửa đây và để cho anh em ăn. Công nhân anh em mình thì giờ quen rồi, giờ ăn được cái này rồi. Ôi trời, chuẩn bị mưa. Ê, giáo cũng quá. Nếu mà người dân ngoài bản người ta không bị ăn củ này đâu. Vì đấy là những anh em làm với anh em mình quen rồi. Từ trước đến giờ cũng có ăn mấy lần. Giờ là thấy ngọt rồi bắt đầu ăn được, biết ăn rồi các bạn ạ. Đấy. Củ đầu trắng tinh luôn rồi các bạn. Đây củ đầu này. Quá đẹp luôn. Ngọt lắm. Cực ngọt luôn các bạn. Mỏng nước cực ngọt luôn. Procura qua la draga vai lava. Esse também pode vai lava para comer. Yeah? Ngọt như đường luôn. Qua la draga lava para tudo comer. Tại mình hơi bẩn cũng ăn các bạn. Ngọt lắm. Để cho anh em rửa một số cái mà bị cuốc vào ấy, rửa cho anh em ăn. Và cái đấy anh em mình đưa lên thủ đô nó cũng hỏng, cho anh em ăn không phí. Ô mày vai meter caixa, leva caixa, coz meter no trator. Vamos ya. Começa a meter as caixas no trator ya. Đấy, bây giờ là gần đủ đấy các bạn. Mình sẽ cho mấy anh em bốc lên máy cày và phải đưa về kho để bốc nốt cái đầu tương cho về nhà. Để sáng mai đi sớm, sáng mai xe sẽ không vào trong này nữa. Mà tới bè nhá. Bố xe subi pa fusa ya. Fusa tên nó mèo sô ya. Aki sô, nào mẹ tên mùi tui. Dạ.
Mais um homem, dois homens, vai carregar. Trời nó gần mưa rồi các bạn. Trời buổi chiều mà nếu mà anh em làm cái gì đấy mà đang làm giờ mà không kịp là phải bỏ chạy chạy luôn, chạy vào luôn chứ. Mưa gần đến nơi rồi, mưa bên kia. Thời gian làm việc ở farm cái mùa mưa này nó bất cập lắm. Một sọt này cũng rơi vào tầm 30 kg đấy. Tá bom, tá bom, mete aqui. Pode meter. Seis, sáu, sáu, sáu sọt. Bảy, tám, chín, mười. Đấy. Quem cava, cava rápido, já? Cava rápido para aguentar mais os dois caixas. Cuidado. Quanto? Dez? Nove. Nove? Sim. Ah, 20 horas. Ok, đây những cái củ hồng này mình cho anh em rửa, rửa tí nửa là cho anh em ăn. Như anh em mình cũng ăn mấy cái này thôi chứ. Nói chung, những cái mà củ đẹp thì để đi bán. Rồi, những củ này mới là ngon các bạn này. Này, ăn thì tuyệt vời luôn đấy. Tí nữa thu hoạch với bọc ấy xong là mình sẽ cho mấy anh em ăn. Đây còn một số củ lúc mình cuốc ấy, mình cuốc vào nó bị hỏng. Cho anh em ăn. Đấy, củ những củ này mới là ngọt các bạn này. Ăn cái này nghiền luôn. Chắc đâu đó tầm nửa sọt này củ hỏng ạ. Những cái củ mà nó bị như này như lúc này mình cắt đấy. Là sẽ để cho anh em ăn. Đô gì nữa? Đô gì? Đấy, 12 sọt các bạn. Nốt một sọt đấy nữa là 13 sọt. 13 sọt thì cái này về anh em mình phải san ra. Bởi vì lúc anh em mình bốc lên xe bán tải nhỏ ấy là nó phải như thế này để trồng lên nhau, không để thế này trồng nó bị dập. Nó bị dập củ ạ. Cho nên là 12 13 sọt này thì về san ra chắc tầm được khoảng 14 15 sọt. Thì một lần chỉ nhập lên đấy từng đấy thôi. Để còn đảm bảo cái nó không hỏng hóc cho khách hàng nữa. Dạ. Mete só mais um caixa, vamos embora. Suva, suva. Aquele cega, cota, mete aqui. Isso, muito grande, traga assim. Cota, mete aí. Se traga. Mấy củ hỏng để cho anh em ăn. Mưa luôn rồi. Lava, lava, lava. Cho rửa quá cái tí nữa đưa lên nước giếng rửa lại cho anh em vào trong kho ngồi ăn các bạn. Ngồi ngoài này giờ mưa rồi, không ăn được ngoài này nữa. Đấy, anh em ăn xong là cũng nghỉ trở về luôn giờ. 2:30 chiều rồi. Bắt đầu cứ mùa này là cứ tầm này là mưa. Ok các bạn. Bây giờ cái đầu tương này thì tí nữa nó, trời nó đỡ mưa thì thế sẽ trở về sau. 4 bia thế. 4 cái này tôi rơi vào tầm 2 tà đấy. À, 5 bia đấy chứ, 5 bia. 4 bia nào nào? Đây à? Không, 1, 2, 3, 4, 5. À, có bia đang đấy nữa. À, thế 5 bia. Trở về cả 5 bia nhá. Dạ.
Đấy, còn 5 bao này đầu nha các bạn. Còn lại 5 bao này đầu. Thì tí nữa trời nó đỡ mưa thì thế thì đưa về sau. Giờ mình sẽ đưa củ đầu về trước. Chờ nốt 2 bao xi măng về cho anh Dũng nhá. Mình sẽ cho bốc củ đầu và mình đưa về trước. Vì là mình còn phải về trong công trình, nên là anh em farm thì sẽ về sau mình. Mình về trong công trình để xem anh em làm như thế nào ở trong đấy. Củ đầu thì giờ đưa về và tối nay anh em mình sẽ cho lên xe sẵn và sáng mai đi sớm luôn. Mẹ tê, tê đáp đuôi á. Quy đa đúng nào vai tra gà. Cái này thì anh em mình chỉ cắn đủ một xe bán tải nhỏ thôi các bạn. Chứ cũng muốn đưa lên nhiều nhưng mà xe không chở được, nó nặng không chở được. Đi đường dài nó đảm bảo an toàn xe với lái xe. Now pizza, no fruta. Acabó. Tá bom. E não vamos? Ah? Lá não tem? Não tem. Depois eu vou falar de batata, Zé.